Chào các bạn, tôi tên là Phan Nhật Trung, giáo viên đồ họa thuộc Trung tâm Tin học Khoa học Tự nhiên. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn cách làm mục lục trong InDesign. Trong cái video clip này, nội dung trong video clip này, thì hôm nay mình sẽ làm một cái phần tạp chí. Ở đây tôi không đánh mạnh về phần hình thức làm đẹp hay xấu của phần tạp chí, mà ở đây cái mục đích của các clip này là hướng dẫn mấy bạn cách làm mục lục trong design sao. Đây, mình làm một cái mục lục đơn giản trong InDesign. Bây giờ tất cả những cái dữ liệu, những cái hình ảnh thì tôi đã cung cấp cho mấy bạn trong thư mục đây, trong thư mục này. Mà để làm được cái mục lục bắt buộc mình phải có một cái nội dung. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái quyển tạp chí khoảng 7-8 trang chẳng hạn. Thì có cái kích thước của mình đã định là 230 mm, 275 mm và khoảng cách cắt lề trái trên phải dưới là 10 mm. Thì bây giờ tôi sẽ nhấn Ctrl K. Tôi nhấn Ctrl K. Tôi vào hộp thoại Unix. Tôi đổi thành mm hoặc là tính cm, đó là tùy bạn ha. Ok. Thì tôi mở cái document lên. Ở đây tôi khoảng là 6-7 trang gì đó tùy mình ha, 6-7 trang, chút thiếu thì mình sẽ làm thêm. Ở đây là 230 và cái kích thước là 275 mm, 275 mm, số cột là 1, khoảng cách giữa các lề này là 10 mm, tất cả là 10 mm, đúng không? Mình ok. Thì lúc này mình sẽ có khoảng 6-7 trang như thế này, một chút thiếu thì mình sẽ thêm. Thì ở đây tôi sẽ làm nội dung sơ sài để cái kết quả là mình làm mục lục. Ví dụ ở đây mình sẽ làm cái phần là bạn thấy tất cả các trang đều có cái mục du lịch và đánh số trang ở đầu, ở trên góc trái trên của trang, và dưới đây là cái mục du lịch, cái logo du lịch ha. Thì bây giờ mình sẽ làm cái phần trang master. Thì cái clip vừa rồi tôi chỉ bạn cách định dạng charter style, paragraph style cùng với trang master. Thì bây giờ mình chỉ ứng dụng từ cái clip vừa rồi để mình làm cái mục lục thôi, tôi không nói lại những cái phần nữa, phần đầu nữa. Ví dụ thông thường thì cái bìa tạp chí đánh số trang nó sẽ nằm ở góc trái dưới này, góc trái dưới. Ở đây cho lạ hơn một tí ha, tôi làm một cái đánh số trang nằm ở góc phải, mình nhấn Shift X để nó chuyển đổi màu for, màu viền và màu nền. Thì ở đây tôi sẽ dùng cái công cụ là ráp chuột này nè. Mình sẽ dùng cái thuộc tính là đánh số trang. Mình nhớ nhấn phím tắt luôn, cái này mình thường hay sử dụng, đó là Ctrl Alt Shift N ha. Đó, mình thấy xuất hiện chữ A. Thì ở đây mình định, thông thường tôi sẽ định là Arial phông chữ không chân, phông khoảng là phông 10 thôi chẳng hạn. Và màu của mình ứng dụng trong cái này là tôi cho nó màu trắng. Rồi. Được không bạn à? Rồi. Tại sao ở cái tạp chí này ở trên đây nè, ở trên đây tôi không làm trang master, vì ở trên đây mỗi cái tiêu đề nó mỗi khác, do đó tôi sẽ không làm trang master cộng với ở dưới đây luôn. Mỗi tiêu đề nó mỗi khác. Thì bây giờ mình sẽ đánh thêm cái phần số trang này qua bên cái phần trang bên tay phải. Thì lúc này double click bạn thấy tất cả các phần đánh số trang mình đã hoàn thành rồi, đơn giản ha. Mình làm một trang master thôi thì nó đã cập nhật hết. Còn cái phần logo thì nằm dưới đây thì tôi lay nó vào thì nằm ở ổ đĩa D mục lục. Tôi đã nằm ở logo, nó nằm ở thư mục link. Rồi, tôi kích chuột vào đây, tôi giữ phím shift, rồi Ctrl Alt E, phóng to lên nè, phóng to lên, mình để xích xích xuống đây một tí, double click, mình di chuyển luôn cả nền cả viền. Ví dụ phần logo của mình nó có kích thước nhỏ hơn lại một tí nữa, Ctrl Alt E. Nhớ là giữ shift để nó tỷ lệ.
Tôi được một cái logo và tôi giữ phím Alt, giữ phím Shift kèm theo tôi được một cái logo nằm bên đây. Thì đồng thời tất cả các trang nó đều phụ thuộc vào trang master, nó đi hết tất cả các trang. À, cái này là phần kiến thức của buổi vừa rồi. Mình đã chỉ mấy bạn rồi. Thì bây giờ mình dàn đại khái để có nội dung để mình ứng dụng mục lục thôi. Ví dụ ở đây mình chia thành hai cột của cái mục lục. Trang số 1 Play. Tôi chọn là thư mục dữ liệu, tôi chọn là du lịch, nó có cái phần test của Huế. Giờ mình ráp chuột vào. Ví dụ thì ở đây nó xuất hiện dấu cộng là có nghĩa là nó còn nội dung nữa. Rồi ví dụ tôi có hai cột nội dung như thế này. Còn phần nội dung nữa tôi sẽ đặt ở phía sau. Tôi lay vào cái tấm ảnh của Huế. Kích chuột. Ha, và tôi giữ phím Shift. Rồi, tôi cắt này lên đây một tí đi. Lên đây một tí. Rồi. Được chưa? Lúc này bạn có thể double click vô, bạn di chuyển tấm ảnh, giữ phím Shift để bạn di chuyển tấm ảnh cho nó theo cái ý bạn muốn một tí. Đó. Còn tôi định tổng thể cho tất cả nội dung ở trong cái bài Hoàng Thành Huế và cái bài Du lịch Huế là một cái paragraph style. Tôi nhấn phím Shift F11 nhớ à, hoặc là mình vào đây để mình mở cái bảng ra lên. Shift F11 style. Tôi chọn cái bảng là paragraph style. Tôi định đoạn chẳng hạn, double click vô. Tôi định là đoạn đoạn văn bản đi chẳng hạn. Tôi sử dụng là phông Arial, tôi thường sử dụng phông này. Và cỡ chữ nó là khoảng 10. Sau đó tôi ok. Tôi double click vô đây, tôi chọn là đoạn văn bản. Double click lên tí nữa, ở đây tôi chọn là Justify, left Justify để cho văn bản nó canh đều, review văn bản nó canh đều. Tôi cho thuộc đầu dòng Huế này xích vô một tí là first, xích vô một tí. Được không bạn? Hoặc là mình xích vô cho tất cả các vòng gì đó chẳng hạn. Ok. Ví dụ vậy đi chẳng hạn. Hoặc là tôi cho nó một tí vậy bạn. Drop. Mình có thể chỉnh chỉnh cho nó khác cái bài mẫu một tí cũng không sao. Không vấn đề, làm sao cho nó đẹp hơn thôi. Phải được như thế này không? Ha, mình được một trang thứ nhất. Ở đây nó có một cái tiêu đề là du lịch Huế. Mình có thể mình tự mình ví dụ ở đây hồi nãy cái bài mẫu là nó định phông chữ là Arial, phông chữ Unicode, bây giờ tôi muốn phông chữ là phông chữ Vini cho nó đẹp đẹp hơn một tí, làm khác bài mẫu một tí cũng chẳng sao ha. Tôi chọn là phông chữ ví dụ tôi chọn phông chữ này du lịch Huế. Rồi tôi chọn là non. Vini. Rồi tôi đặt một cái tiêu đề cho tất cả luôn chẳng hạn. Tiêu đề. Thì ở đây tôi chọn là phông Vini nè, size tôi chọn là 50 chẳng hạn. Màu và tôi chọn là màu hồng. Du lịch Huế. Ha, mình chọn cái nét chữ, mình có thể chọn nét chữ cho nó dày lên một tí chẳng hạn bold nè. Review. Ví dụ tôi chọn phông này chẳng hạn. Ok không? Du lịch Huế. Rồi mình có thể đặt cái tiêu đề cho nó đẹp đẹp hoặc là dài hơn tí để mình kéo nó từ đây ra đây. Ha. Rồi mình được một cái nội dung văn bản như thế này. Còn cái nội dung thứ hai là một phần cái nội dung bên tay phải.
Mình định nhanh để mình có phần nội dung để mình làm mà. Ví dụ tôi đặt bên đây chẳng hạn. Rồi. Rồi, tôi chèn hình ảnh vào trong đây. Kết vào đây. Hình ảnh này nó hơi bị nhỏ một tí ha, nó hơi mờ một tí. Rồi ví dụ, rồi ở đây tôi copy cái tiêu đề này xuống đây luôn chẳng hạn. Ví dụ ở đây tôi đặt thêm một cái tiêu đề nữa là khám phá cố đô Huế. Huế. Rồi, ví dụ ở đây tôi có hai cái tiêu đề như thế này. À, ở đây tôi thí dụ tôi thêm một cái phần tên của tác giả, thí dụ tôi đánh tên là Thanh Tùng đi chẳng hạn. À, ở đây nó bị vini rồi đó các bạn. Thanh Tùng. Rồi. Tôi chọn thằng này, tôi chọn non chẳng hạn. Non. Rồi. Tôi được hai trang như thế này, bây giờ tôi có thêm trang thứ ba. Trang thứ ba là cho Tinh Trì Vua Hài ha, ví dụ vậy đi chẳng hạn. Thì bây giờ mình cũng lay vào nội dung. Ở đây coi nó là nội dung nó như thế này. Nội dung từ đây tới đây và nội dung từ đây tới đây. Được không? Ở đây tôi ghi là mấy cái này là vua hài Châu Tinh Trì. Mấy bạn có thể linh động về cái việc mà chọn phông và đặt đặt màu cho cái tiêu đề này. Ở đây tôi không không quan trọng ha. Vua hài. Rồi, ở đây thì văn bản nó sẽ như thế này. Ở đây hình ảnh là nó rơi vô hai cái hình tròn. Thì ở đây tôi giữ phím shift, tôi vẽ hình tròn. Phím shift vẽ hình tròn. Ở đây tôi copy, giữ phím Alt copy ra một hình. Và tôi lay một cái hình vào. Hình ảnh của Châu Tinh Trì vô ha. Double click vô, tôi cho nó lớn lên một tí. Rồi ở đây tôi có một cái gì bạn, một cái viền màu vàng. Ở đây tôi cho nó một cái viền màu vàng, tôi cho nó nằm lớp dưới ha, cần trên tôi cho nó nằm lớp dưới. Và ở đây tôi cho nó một cái test warp. Tôi vô Window nè, test warp thì đây mình chọn là thuộc tính này, xin lỗi lộn mà ha, chọn này đó để nó test warp với thằng bên đây. Tôi được một cái viền ở bên đây, tôi muốn có một cái viền nữa. Tôi thu nhỏ lại một tí này, tôi hút màu của thằng này luôn. Và thằng này thu nhỏ lại một tí. Ở đây mình làm cho nó nhanh lên một tí thì tôi không có làm đẹp. Bạn ngồi bạn làm bạn canh cho nó đẹp giùm tôi, cho nó giống giống bài mẫu giùm ha. Thì ở đây tôi có thêm một cái hình nữa chẳng hạn. Ví dụ tôi chọn hình này. Rồi. Tôi chọn hình này. Thì hình này bạn cũng chọn nó test warp để nó đẩy hình giống giống như bài mẫu. Rồi tôi được hai phần nội dung. Tiếp tục tôi làm thêm nội dung của bạn cũng lại nè. Tiếp tục nội dung của bạn cũng lại. Hình ảnh của bạn cũng lại nó nằm ở trên đây. Nhưng nó bị cắt xén một phần của hình tròn. Thì bây giờ tôi dùng công cụ hình chữ nhật này tôi cắt một phần.
đúng không? Tôi nhấn Shift F7, tôi giữ Shift với bạn này để tôi trim, trim một phần cái hình tròn. Tôi giữ Shift với thằng này, tôi trim, rồi tôi copy ra một cái hình. Cái hình này tôi cũng tô màu vàng, vàng này tôi cũng lay vào, cũng lại ha. Ví dụ tôi chọn hình này, rồi này tôi kéo lớn lên một tí, rồi tôi cho một cái viền, phải được như vậy không mấy bạn? Rồi cũng lại nữ hoàng của phim Trung Hoa. Thì bây giờ mình chọn các bạn này luôn, mình cũng copy xuống đây cho nó nhanh ha. Cũng lại ví dụ tôi được một cái tiêu đề như thế này, bạn nhấn nhá lên một tí, ví dụ cho cái phông của thằng này nhỏ lại khoảng 20 đi chẳng hạn, 20 30 gì chẳng hạn. Thì lúc này mình cần trên T mình có thể định cái khoảng cách của thằng này lớn ra khoảng 200 180 chẳng hạn, thì mình được cái tiêu đề như thế này. Và bây giờ mình lại play cái gì vô bạn, lấy cái nội dung vào, ví dụ nội dung của mình từ đây tới đây ha, và từ đây tới đây. Rồi ví dụ phần nội dung của mình là như vậy đi ha. Rồi ví dụ rồi mình được nội dung như vậy. Tất cả thằng này bạn định giùm tôi paragraph style cho nó đồng hết những cái nội dung ở phía trên nha bạn ha. Rồi cái phần nữa là phần cướp biển vùng Caribe, mình làm cho nội dung nó nhiều nhiều một tí, tắt mấy cái bảng này đi. Cướp biển vùng Caribe, ví dụ mình sẽ định rồi tôi sẽ định hai cột giống như thế này. Rồi hai cột giống như thế này, thì ở đây tôi cũng giữ phím Alt+Tab, tôi copy cái tiêu đề xuống cho tất cả này luôn. Ở đây tôi play cái gì vô, play cái hình, tôi chọn hình theo chiều ngang, ví dụ tôi chọn cái hình này đúng không bạn ha. Tôi nắm tôi kéo con này lên cho nó khuất một tí đó. Ở đây tôi ghi là cướp biển vùng Caribe, Ctrl Shift dấu ngoặc vuông đóng để nó lên ha, cướp biển vùng Caribe. Rồi ví dụ tôi được cái nội dung như thế này, và ở đây tôi lại định một thêm một tí nữa. Rồi nội dung dấu cộng là nó vẫn còn như bình thường á nha mấy bạn ha, tại mình làm đại khái để cho nó có nội dung thôi, xin lỗi mấy bạn ha. Bạn chọn là play hình ảnh, tôi sẽ cho cái hình này nằm theo chiều dọc. Rồi còn cái phần này lay, tôi sẽ tìm một cái hình nó nằm ngang cho nó hợp lý. Double click vô, rồi định ví dụ tôi được nội dung như thế này. Rồi bây giờ tôi bắt đầu tôi thêm một trang vô nè ha, kích chuột phải tôi insert, thêm một trang sau này để tôi làm cái mục lục.
Bây giờ tôi bắt đầu tôi làm mục lục. Thì mục lục thì ở đây tôi sẽ làm mục lục trên cái tiêu đề trang, chứ tôi không làm mục lục theo cái tiêu đề của thí dụ của bài. Ví dụ thằng này là cái tiêu đề là du lịch vòng quanh, thì ở trên đây du lịch vòng quanh tôi sẽ tạo một cái test là du lịch vòng quanh. Tôi đặt là Paradise luôn đi chẳng hạn. Cái thằng này là tiêu đề trang ở trên đó mấy bạn, tiêu đề trên đi chẳng hạn ha. Tiêu đề trên này tôi cũng cho nó là phong Ario, cỡ chữ là 10. Sau đó tôi cho nó là màu gì, bạn thích màu gì thì mình cho màu đó. Ví dụ tôi cho nó màu màu hồng. Tiêu đề trên du lịch vòng quanh. Rồi bạn cho nó là non non, mình chọn là rất khép nè, mình cho nó là bằng không. Rồi được ha, tôi được làm một cái du lịch vòng quanh. Còn ở dưới đây tôi đặt là du lịch Huế, cái tiêu đề dưới. Du lịch Huế. Ở đây là mình đang chọn là Unicode. Rồi, tôi cũng có bài này chẳng hạn. Tôi đặt là tiêu đề dưới chẳng hạn. Tiêu đề dưới này tôi cho nó là cái bảng này nó là màu đen. Ví dụ chẳng hạn du lịch Huế. Rồi. Tôi copy xuống đây. Này thì tôi sẽ đặt nó là gương mặt trong tuần chẳng hạn. Rồi mình đặt cho nó có cái tiêu đề gương mặt trong tầng, thì ở dưới đây ta đặt là Châu Tinh Trì. Còn bên đây á, ở bên đây là gương mặt trong tầng nè. Tôi copy thằng này, copy này ha. Ctrl C, tôi xuống này. Tôi dán lại tại chỗ. Đấy. Rồi tương tự như vậy. Ở đây tôi đặt là nhân vật đặc biệt. Copy xuống đây tôi dán lại tại chỗ. Thì tôi phóng to lên nè. Ha. Nhân vật đặc biệt. Ở đây tôi ghi là cũng lại chẳng hạn. Không. Vì mấy cái tiêu đề này để một chút mình làm một lục. Ở đây tiếp tục của thằng này là phim hay trong tháng chẳng hạn. Làm hơi nhanh một tí. Copy. Paste xuống đây, tôi paste tại chỗ. Phim hay trong tháng.
À, ở đây tôi ghi là cướp biển Caribe. Hằng này phải cách một cái mình mới gọi dấu nó được ha. Ví dụ như vậy. Tương tự như vậy. Tương tự như vậy. Ví dụ mình copy thằng này xuống trần này. Bạn cho là rồi. Rồi tôi được một cái nội dung như thế này. Bây giờ tôi bắt đầu tôi làm cái mục lục ha. Cái trang này tôi dành riêng cho mục lục thì tôi vô table of content. Tôi đặt tên là mục lục. Mục lục tôi muốn chọn cái phông nó là bao nhiêu, thí dụ tôi chọn mục lục là Arial, phông nó là 30. Màu cho cái chữ mục lục là màu hồng chẳng hạn, ok. Ở bên đây tôi sẽ add những cái tiêu đề. Ở đây tôi có tiêu đề trên. Tiêu đề trên. Tôi add ha, cái tiêu đề phía trên và tôi add cái tiêu đề phía dưới, tôi add qua. Sau đó tôi ok. Viết. Nó hỏi mình có cần tạo có mục lục hay không á. Đó. Thì bạn thấy cái mục lục nó bị ảnh hưởng bởi nó có số trang đầu đầy đủ nhưng nó bị ảnh hưởng bởi cái tiêu đề. Ở đây cái tiêu đề hồi nãy mình đặt là paragraph style 1 nè. Ha, đừng có kích vào đây, bạn kích ra ngoài á. Paragraph style 1 thì tôi định cái drop này là cho nó bằng 0. Đúng không? Và cho cái khoảng này khoảng nè. Cái khoảng cách của mục lục với những cái tab ở phía dưới nó sẽ xa ra một tí. Bạn thấy du lịch vòng quanh thế giới nè, gương mặt trong tuần nó nằm ở số 3. Gương mặt trong tuần. Ha, nằm ở số 3. Gương mặt trong tuần nằm ở số 3. Đúng không? Thì bây giờ mình chỉ tiếp. Mình chỉ tiếp. Bây giờ mình muốn số 1 nó nằm bên đây, tất cả này nó nằm bên tay phải. Thì tôi chọn cái mục lục. Tôi chọn là Table of Content. Tôi chọn cái phần ở phía trên này, tôi chọn cái phần là More Option ha. Tôi sổ này ra. Tôi bỏ cái thuộc tính này đi. Và tôi chọn cái thuộc tính là Right. Tiêu đề dưới cũng vậy, tôi bỏ thuộc tính này đi và tôi chọn là nó nằm bên Right. Ok. Yes. Thì bạn thấy tất cả các tab nó sẽ phụ thuộc, nó sẽ nằm bên tay phải hết. Và bây giờ tôi sẽ chỉ tiếp bạn cái phần là nó sẽ có một cái tab để nó liền nét đứt ha, mình tạo nét đứt cho cái chữ với cái tab thì chọn tiêu đề trên này. Ở đây tôi chọn là tab chapter, không nhớ là không có xóa nha bạn ha. Hồi nãy mình xóa nhưng lần này mình không có xóa. Tab chapter, ok. Yes. Ha. Thì bây giờ mình mới double click vào cái tiêu đề trên á. Mình đặt cái tab. Tab bên tay phải nè, right nè, mình đặt cái tab cho nó. Thì mình thể hiện dấu chấm hay là dấu gì? Thì lúc này tất cả mình thấy tất cả nó những cái nào mà về tiêu đề trên thì nó sẽ có dấu chấm, còn không thích mình thấy chữ H chẳng hạn thì tất cả nó hiển thị chữ H cho mình không? Ok. Còn cái tiêu đề dưới này á, ví dụ tiêu đề dưới thì mình cũng đặt cái tab cho nó, kích vô, tôi cũng cho nó dấu chấm. Ok không? Ok không? Đó, rất là đơn giản. Tab tiêu đề trên này tôi đặt là tab indent. Mình cho khoảng cách nó thưa ra một tí. Đúng không? Ok. Còn cái tab tiêu đề dưới mình có thể là tab indent cho khoảng cách ở phía trước hoặc phía sau hay gì đó ha. Hoặc là mình chọn làm dòng đầu tiên thụt vô một tí được không bạn? Ok. Hoặc là mình muốn là cho rất khép hay là cho màu hay là cho bullet and numbering hay gì đó, chuyện của mấy bạn không ha. Cái này tôi cho là khoảng là 10, thằng này cũng khoảng 10 chẳng hạn, cho nó ít thôi, cho nó ít thôi. Ok, được không bạn? Cái tab này mình bỏ nó đi. Thì lúc này tôi có cái mục lục,
bạn muốn phông chữ sai chữ gì tất cả thì sẽ mình sẽ đặt lại, được không? Ở đây mình gặp một trường hợp nữa là cái tái nét này nó bị che cái đánh số trang, thì ở đây mình cắt cắt cái đối tượng này, sau đó mình tạo một layer mới hay giống như Photoshop, mình dán lại tại chỗ và mình nắm kéo cái lớp layer này nằm ở phía dưới, thì lúc này mình trọn vẹn được cách tạo một cái mục lục cho một cái quyển tạp chí, được không bạn ha? Rồi mình mới đóng gói nó lại, ví dụ tôi đóng gói nó lại package, đóng gói nó lại một số cái link hình nó chưa có được embed thì mình vào cái phần link để mình embed, cái này mình đã nói rồi ha. Này là mình phải lưu, nó kêu mình phải lưu nè, ví dụ mình lưu ở ODD mục lục chẳng hạn. Rồi mình ghi chú cái gì, tất cả những thằng này tôi đã hướng dẫn ở cái clip trước. Ví dụ tôi tạo một cái mục lục folder yes. Thì lúc này mình đã có một cái file PDF, file mục lục và kèm theo tất cả các hình ảnh ha. Còn mình muốn xuất thành file PDF thì mình làm việc gì bạn? Chọn high quality ring nè ha, mình chọn cái phần mục lục của mình xuất ra, đó brand ok ha. Thì lúc này cái phần mục lục folder của mình đó, trong vòng khoảng chừng 25 phút 30 phút mình tạo được một cái trang tạp chí đơn giản. Ở đây tôi còn một số cái lỗi là chưa bỏ viền rồi nè, mấy cái chữ mình chưa có canh đều đồ đẹp. Thì tương tự như vậy, bạn tạo vào một cái mục lục cho một cái quyển sách vân vân. Giờ tôi không thích đặt mấy cái tiêu đề trên rồi dưới, tôi có thể đặt tiêu đề cho những cái bài viết của mình thì cũng được ha, vân vân. Thì hôm nay tôi hướng dẫn bạn tạo một cái mục lục tương đối hoàn chỉnh thôi chứ chưa có đẹp. Thì bây giờ bạn chỉnh lại dùm ha, ví dụ mình chỉnh rất khép hay gì dần để mình tạo thành một cái thư mục, một cái mục lục đẹp. Thì cảm ơn mấy bạn đã theo dõi ha, có gì góp ý thì mình liên hệ với cái phần admin để góp ý về phần mục lục. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi.